Công an huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã tạm giữ hình sự hai đối tượng rồ ga, lạng lách lao thẳng xe vào cán bộ đội cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, vào đêm ngày 8 tháng 6, một tổ công tác của Công an huyện Yên Lạc làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại khu vực gần vòng xuyến Mả Lọ thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Thời điểm này, cảnh sát phát hiện Kim Văn Lưỡng, sinh năm 1991, điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, dừng lại để kiểm tra, nhưng Kim Văn Lưỡng không chấp hành. Nam tài xế sau đó đã có hành vi lạng lách để tránh việc kiểm tra. Quá trình này đã va vào cán bộ NTH, cú va chạm đã khiến cảnh sát giao thông ngã ra đường. Sau đó, tổ công tác đã đưa cán bộ cảnh sát giao thông và Kim Văn Lưỡng đến trung tâm y tế huyện Yên Lạc để sơ cứu. Kết quả kiểm tra xác định hai người bị thương tích nhẹ. Vụ việc đã khiến hai người bị thương. Tài xế sinh năm 1991 không đội mũ bảo hiểm nên đã có hành vi lạng lách, tránh bị kiểm tra, sau đó đã va trúng một cán bộ cảnh sát giao thông. Hai người này đã phục hồi. Hiện Công an huyện Yên Lạc đã tạm giữ hình sự hai đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.